Xin chào mọi người, tôi là Cường ET, thành viên kỳ cựu của hội cộng đồng RosaVN. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách tạo vòng lặp trong After Effects. Ở đây chúng ta sẽ có một cái video như thế này này. Nó sẽ lặp đi lặp lại vô cực như thế. Ok, thì đa số các bạn mới học á thì các bạn sẽ lập vòng nó như thế này. Các bạn hầu như là các bạn nhân đôi nó lên. Các bạn sẽ nhân đôi bằng cách nhấn Ctrl D như thế này. Đó, rồi các bạn cứ kéo như thế này thôi để tạo được vòng lập. Okay. Thì cái cách này á thì nó chỉ áp dụng cho những cái đoạn video ngắn và nó nếu mà các bạn làm như thế này này, đối với cái đoạn video dài á, nó sẽ rất là tốn công. Cái thứ hai nữa là càng nhiều layer thì đồng nghĩa chúng ta sẽ làm cho cái After Effects chúng ta sẽ càng nặng hơn. Cái cách này là hầu như là không hiệu quả cho lắm. Thì mình sẽ xóa và làm lại từ đầu ha. Chúng ta sẽ xóa hết. Ok, chúng ta sẽ tạo ra một cái curve mới bằng cách nhấn Ctrl N ha. Và chúng ta sẽ cho thời gian cho nó khoảng 9 phút hay bao nhiêu là tùy ý bạn. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái cơm tiếp theo bằng cách cũng nhấn Ctrl N luôn. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên là video đi. Và đó, rồi chúng ta chỉ cần nhấn OK thôi. Rồi chúng ta cần kéo thả cái video của mình vào. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn và cắt khúc cái phần video mà chúng ta muốn cho nó lặp. Ở đây đi, ta sẽ cắt cái khúc này này. Đây. Rồi. Chúng ta sẽ nhấn B ha. Sau khi chỉnh cái timeline này, chúng ta sẽ nhấn B. Đó, nó sẽ cắt cái khúc này. Rồi, chúng ta sẽ cho nó chạy. Rồi, chạy tới đây đi này. Chạy tới đây. Rồi, chúng ta sẽ nhấn N. Sau đó nhấn nhục phải vào cái chỗ này và chọn Trim Curve to a Work Area như thế này. Đó. Ok, đó là xong cái phần ở cái cơm video, chúng ta có thể thoát nó ra được rồi. Rồi, ở cái cơm chính đây này, chúng ta sẽ kéo cái cơm video xuống. Đó. Như các bạn thấy thì ở đây cái thanh timeline nó dài như thế này mà cái cơm này nó chỉ có chút xíu như thế này thôi, chúng ta không kéo nó được thêm. Chúng ta chỉ có kéo vô cắt đi hoặc là chứ còn không thể nào mà kéo ra được. Rồi việc chúng ta sẽ làm là nhấn chuột phải, chọn time, chọn enable time remain hoặc là chúng ta có thể nhấn Ctrl Alt như thế này. Rồi ở chúng ta sẽ có được cái effect time remap và chúng ta sẽ nhấn giữ phím Alt và chúng ta click vào đây. Chúng ta click vào cái biểu tượng đồng hồ này này. Đó, click vô. Rồi nó sẽ hiện ra một cái dòng đó, expression time remap, chả hiểu cái này sao nó cứ đọc sao trên tải hoài. Rồi, chúng ta sẽ có cái thanh dấu play nhỏ này này, click vào chọn property. Và chúng ta tìm đến cái dòng đó là loop out như thế này. Tiếp vô. Rồi, ở đây chúng ta sẽ hiện ra một cái đoạn mã code như thế này. Chúng ta sẽ chỉnh cái con số 0 này này. Số 0 ha, thành số 69 cho mình. Đó. Bạn nào thích 69 thì lý tưởng luôn á. Rồi, sau đó chúng ta nhấn Enter là được thôi. Lúc này chúng ta sẽ kéo dài cái thanh này ra. Kéo dài cái thanh này ra. Đó, cho nó hết, cho nó full timeline luôn. Ok, đó, nó sẽ như thế này đây. Rất là nhanh ha, chúng ta không cần phải nhân đôi layer và đỡ tốn tài nguyên của máy nữa, nó đỡ nặng máy, khi render nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Đó. Chúc các bạn thành công, khuya rồi, giờ đi ngủ thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Nhớ like, share, subscribe channel. Arigatou gozaimasu.